Thưa bác, cái việc ngộ thiền ở cõi tịnh độ được Đức Phật A Di Đà ấn chứng với việc hiểu được pháp môn thiền tông ở trái đất này thì khác nhau ở chỗ nào ạ, thưa bác? Giống nhau, không có khác chút nào hết. Giống như còn thì đại học luật ở Việt Nam, còn học đại học luật của Mỹ, không khác. Luật thì nó ra nào cũng ra đây thôi, nhưng mà nó khác một cái chỗ là cái con học cái nơi nhà giàu, còn cái nơi học nhà nghèo, có vậy thôi. Có nghĩa là cái chén ăn cơm bằng đá cũng bằng chén, mà bằng cái gì bằng sang nó cũng bằng cái chén thôi, không khác. Nhưng mà cái chất lượng của nó đó thì cái chén mà chén ngọc thạch đó, nó mắc hơn cái chén đá vậy thôi. Công dụng nó vẫn đựng cơm, không có khác. Nó khác ở chỗ đó đó. Vì thế mà cái người mà ngủ thiền ở bên A Di Đà nó có giá trị hơn ở bên đây. Ở bên đây con ngủ thiền không bằng ở bên kia. Nhưng mà dù muốn dù không, muốn thành Phật phải ở đây, chứ còn ở trên A Di Đà không thành Phật được. Không thành, ở trên nữa A Di Đà con ngủ thiền giống như ông nhà giàu. Còn ở đây giống như nhà nghèo, nhưng mà muốn ngủ thiền phải đi, phải chỉ cái nước tại cái nước Nam Diêm Phù Đề này mới có con đường đi ra đi về Phật giới thôi, còn tất cả các nơi hoàn toàn không có đường nào khác. Muốn về Phật giới thì đi về đến cõi Nam Diêm Phù Đề mới ra được, thấy không? Còn các nơi khác nữa, trong đó nó có 6 cái trái đất của Nam Diêm Phù Đề đi được rồi, bằng Đông Thắng, Thần Châu, Tây Ngu, Quá Châu vẫn đi được. Cái đất nào cũng đi được, nhưng mà bắt buộc phải đến cái vòng 1 của cái tam giới mới về được thôi, chứ còn ở vòng 2, vòng 3, vòng 4 hoàn toàn không có đường về Phật giới, bích luôn. Rồi con hỏi tiếp đi.